Hello, xin chào tất cả các anh em. Nay mình trở lại chuyến ở rừng U Minh Hạ ha anh em. Hôm trước mình chuyến U Minh Thượng được có 2 con ha anh em. Nay mình trở lại mình chuyến ở rừng U Minh Hạ. U Minh Thượng hôm trước mình vô cổng là 6 giờ anh em. Thì tầm khoảng 6 giờ 20, 6 giờ rưỡi gì đó là mình đã lên được 2 con. Lên hàng anh em ơi. Lên hàng sớm nha anh em. Mấy phát đầu tiên luôn, 3 lạng rưỡi, 4 lạng nha anh em. Có trừ hao, không trừ hao là có nửa ký được nha anh em. Đó, lóc được anh em, thấy bồng không, quá đã luôn nha. Tiger Fox nha anh em. Ok chưa, làm vài bôi hình để còn khoe với đồng đội nữa. Đó. Được nha. Quên bấm máy anh em. Đây nè. Các bạn mới lên chỗ này luôn. Quên bấm máy tiêu. Nói thiệt nha anh em. Đó. Con này cá cái nha anh em. Con đầu tiên nãy mình dính nháy hơi, có thể là con cá đực. Chỗ qua đây mà nó chỗ chưa ra. Còn nãy mình dính đầu tiên có thể cá đực. Con này đeo nãy giờ nút bóc bậy, đi tới đi lui nãy giờ. Rồi mình dở nha nè. Và từ đó về sau là mình cắn được một con, nhưng mà cắn nhả mồi ha anh em. Rồi hôm nay mình đi U Minh Hạ thì mình đi hơi trễ ha anh em. Hiện tại là 9 giờ 45, mặt trời lên rất cao, nắng này. Chung quá đam mê nên là bữa nay tranh thủ mình gói đồ gửi cho anh em xong rồi mình tranh thủ mình chạy vô mình đi rừng luôn, nên là mình đi nó hơi trễ. Bình thường mấy anh em đi thì vào cổng cỡ 7 giờ 7 giờ rưỡi là thấy hơi trễ rồi. Này mình đi tới 9 giờ rưỡi thôi nè. Đam mê mà. Lại gì? Hả? Không hẹn mà gặp luôn. Con nào chưa? Hả? Dữ trời ơi. Đánh kênh này không hả vậy? Tôi mới vô à, sáng giờ công chuyện xong ghiền quá chạy luôn. Mới vô tới. Đi với ai vậy Du? Ông đi với ai vậy? Vậy hả? Có con nào bự không? Có con nào bự không? Du bạn mình anh em ơi. Bạn câu mình. Ký 8 con gì vậy? Có con nửa ký thấy cũng im quá. hàng anh em ơi. Téo và teo à. Tí còn anh em ngoài 200 g ăn không nghe tiếng táp luôn. Rất biết bó tay luôn. Dính được con thứ ba, quên bấm máy nữa anh em ạ. Con thứ ba nha. Đó. Táp cái lọt họng, táp cái lọt họng. Ở cái nhà này. Hàng nè anh em ơi, cá mini không anh em ơi. Cái này 2 con à, cá mini không. Táp là lọt hỏng, táp là lọt hỏng anh em. Đây, còn lọt hỏng không. Hàng anh em ơi. Wow, con này chắc được 3 lạng anh em, to nhất nãy giờ luôn. Ngon quá. Đây, cắn là lọt họng, cắn là lọt họng nha anh em. Wow, đây. Rừng U Minh Hạ. Trời chắc chậm cả đó mà táp còn một mồi nữa nè.